chương trình này được bảo trợ bởi chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam và EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408 509 1070 Happy Too chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Hiện nay, mua một bánh filet office fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm 1 đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khắc mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia.

Cà phê sáng trở lại với tất cả quý khán thính giả vào sáng ngày hôm nay có thể là trong khoảng thời gian này bây giờ là sau 10 giờ sáng giờ của Washington DC. Ông cựu tổng thống Trump sáng nay đã cất cánh từ Mar-a-Lago để bay đến thủ đô không báo chí họ viết cũng chọc ghẹo lắm nói à, ông rất muốn quay trở lại tòa bạch ốc nhưng mà cái cách quay trở lại lần này thì ông chẳng muốn tí nào cả bởi vì ông đến để hầu tòa về bốn cáo trạng mà bên phía công tố viên đặc biệt đã đưa ra như chúng tôi đã tường trình từ ngày hôm qua à, đây là lần thứ ba ông phải ra hầu tòa mà chưa hết còn một lần nữa tại tiểu bang georgia nữa nhưng mà lần này đã xuất hiện ở thủ đô washington đây là những cái cáo trạng um, được xem là nặng nề mà họ nói rằng nếu uh, ông bị uh, kết tội cả bốn tội danh Liên quan đến những cái tuyên bố gian lận bầu cử Rồi dẫn đến cái hậu quả tấn công vào tòa nhà quốc hội Và gây ảnh hưởng đến tiến trình dân chủ của nước Mỹ đó à, Riêng với lần xuất hiện ở Washington DC này mà thôi Với nếu mà mỗi bốn cáo trạng này đó Án tù có thể lên tới 55 năm wow. Mà thêm một điểm nữa đó Cộng tất cả những cái tội bao gồm à, sắp tới đây họ nói vào đầu tháng 9 này ông sẽ phải ra hồ tòa ở Georgia đó, tiểu bang Georgia vì liên can đến việc can thiệp vào bầu cử đó à, tổng cộng hết tất cả các tội có thể lên tới 500 năm 500 năm tù thì đó là những cái diễn biến hiện nay chúng tôi sẽ tường trình thêm chi tiết à, trong thời sự thế giới ngày hôm nay Hồi nãy trong lúc mà Ngọc Lan đề cập đến việc mà đi công viên quốc gia miễn phí ngày hôm nay phải không? Thứ sáu. Ủa thứ sáu. Ngày mai. À, thì ở tại các công viên trong đó công viên uh, tiểu bang và thời điểm nắng lại có thêm một người leo núi đi bộ đường dài trong núi thiệt mạng và điều này để cho thấy rằng à, mỗi năm mỗi khi mùa hè đến chúng ta lại thấy có cái tình trạng mà những người mỹ đi bộ vào trong núi và họ rất thích thú vị không biết như thế nào à, dường như đa phần là chết đi một mình thì sáng nay họ nói rằng ở cái khu vực El Cajon á, ở trên ở đây ở dưới San Diego, thưa quý vị có một cái vùng núi, à, đây là cái khu vực à, vùng núi El Cajon và à, trên cái con đường 8 này quý vị đi vào đây xong rồi có một cái đường lên núi, xong đậu xe ở các bãi đậu xe ở bên dưới chân núi rồi đi bộ vào. Thực sự thì người Mỹ họ thích lắm, họ thích đi bộ, thích tập thể dục thứ hai đó, họ muốn à, đa phần làm việc trong uh, văn phòng suốt cả tuần cuối tuần họ vào đây có người đi một mình có người đi bộ cả nhóm thì họ đi bộ để họ tránh xa thành phố uh, muốn tìm kiếm một uh, cái thời giờ nghỉ ngơi thì uh, gia đình gọi cảnh sát san diego để báo sau khi uh, nói rằng uh, một người thân của họ lẽ ra buổi chiều thứ hai là phải quay về nhà. À, ông này thì mới có 34 tuổi thôi. 9 giờ sáng thứ hai thì ông đã báo với những người bạn đó là ông lên trên núi El Cajon này để đi bộ, à, đi chơi. Thì à, ông nói dự trù đi chừng vài tiếng thôi, đến chừng chưa trưa về, bởi vì trời nóng mà. Nhưng mà đến chiều luôn đó thì à, không thấy ông liên lạc, họ đâm lo và chờ hoài. Cuối cùng thì à, cảnh sát À, nhận được tin báo mất tích họ mới đổ xô đi tìm Thì bây giờ ngày hôm nay thì cảnh sát của San Diego cho biết họ đã tìm thấy thi thể của ông này 34 tuổi Một điểm đó họ nói đang chờ kết quả giảo nghiệm tử thi Bởi vì họ nói rằng ông này là một người hầu như đi bộ rất thường xuyên Biết được cái tình trạng hiểm trở của núi họ thấy rằng đồ đạc của ông đầy đủ trên người hết nước uống đồ ăn nghĩa là những cái thứ mà cần thiết cho một ngày đi bộ đó và kể cả những cái vật dụng an toàn nữa mà không biết vì lý do nào ông chết trên cái con đường mòn đó thì họ chờ kết quả giám nghiệm tử thi có thể là do nhiệt gây ảnh hưởng đến cái bởi vì nhiệt cũng có thể khiến cho tim rồi máu huyết nó bất thường thì họ nói rằng đây chỉ là một trường hợp uh, cho thấy rằng vào mùa hè một số những người đi bộ trên uh, núi và trong khoảng thời gian từ hồi đầu mùa hè đến giờ đã cũng nhiều người chết rồi San Diego cũng có người chết uh, Arizona bên Nevada rồi uh, thung lũng Tử Thần rồi vùng công viên Joshua cái công viên Joshua đó uh, đi, đi từ đây lên tới vùng Indio đó thưa quý vị năm nào cũng có người chết đấy bởi vì nóng như vậy mà người ta vẫn đi vào Và yeah. thậm chí có người đến thung lũng tự thần Để cảm nhận Cái nóng 130 độ nó như thế nào yeah. Những người đó Không biết những cái khát vọng của họ Như thế nào mình không có biết Nhưng mà trong giống như trong một chương trình cà phê sáng trước đây Ngọc Lan có nói người ta tổng kết lại Một năm như vậy những người mà đi Mà bị mất tích Yeah. À, mất tích nha chứ không phải là chết tại vì đến giờ vẫn không có tìm ra được ở ừ. trong các công viên quốc gia nó nhiều lắm mà đặc biệt là trong số các công viên quốc gia ở ngay tại tiểu bang California yeah. à, tin tức mấy hôm đầu tuần này ở bên Đức á, người ta mới tìm được thi thể cũng cũng của một trong những người đi leo núi mà vô trong những cái trong một cái tảng à, núi đá băng á, Glacier nó tan ra đó người ta phát hiện ra cái xác đó người ta nghĩ là cái người nè ô cái người này mất tích ba mươi mấy năm rồi wow. thì mới mới thấy là kinh khủng à, họ đi không ai tìm thấy hết, không yeah. đi tìm thấy họ nhiều khi họ lọt vô cái khe này hay cái khe khác rồi nhất là đi ở những cái núi mà băng á thì lại càng thấy nó nguy hiểm nữa người ta nói là do cái này là một cái tảng băng đó nó tan ra cho nên người ta mới nhìn thấy cái xác của người đó nhưng mà à, quay trở lại với chuyện không phải là leo núi nữa về cái chuyện mà Bây giờ cái chuyện mà rác tái chế đó, những cái cái lon, cái cái ừ. chai đó, hôm trước mình cũng đã có nói rồi. Bây giờ lại một gia đình này á, 8 người ở Riverside là bị cáo buộc cái tội mà gian lận. Những cái chai nước uống đó quý vị biết khi mà mình mua ở tiểu bang California mua rồi bao giờ mình cũng bị tính thêm 5 cent hay là 2 cent à, cho những cái lon này rồi khi mà mình uống xong mình mang đi, mình mình đến những Vì cái cycle. chỗ mà thu mua lại thì người ta trả lại cái tiền đó. Thì quý vị biết cái này chỉ riêng tiểu bang California thôi. Và bây giờ gia đình này 8 người ở Riverside, điều hành nhiều cái trung tâm mà tái chế đó nhưng mà anh này họ đã nhập những cái chai này từ tiểu bang Arizona qua mà lên đến 178 tấn. Để thì Arizona mà... thì không có tính cái tiền không đó. Có tính tiền đó. Họ chở qua đây thì nói là cái đó là làm thiệt hại đến hơn uh, gần 8 triệu đô la cho, cho tiểu bang California. Cho California Dễ nha. sợ mà Ngọc Lã không hiểu sao cái số tiền nó lên nhiều như vậy. Mà bây giờ cả cái gia 8 người đó trong cùng một gia đình. Mà mới Ai, mới là khủng hả? khiếp thì bây giờ những người này á <laughs> là họ đã bị bị bắt rồi, họ, mặc dù họ cũng đang chờ cái phán quyết được tại ngoại hậu tra nhưng mà cái số tiền họ để đóng để tiền tại ngoại hậu tra cũng 50.000 một người á có năm chục ngàn là... thôi á Trời ơi cái này đâu phải là tội hình sự gì mà nó nghiêm trọng chỉ là chuyện là rác tái chế nhưng mà mình thấy được là cái số tiền mà ta nói là tiền nhặt từ rác nó lên đến khủng khiếp Họ có người kiểm tra ừ. điều tra thanh viên đó, thanh tra đó họ cầm một cái chai lên họ nhìn thấy chữ Arizona không yeah, có đúng rồi không thì có năm sen giờ... gì <laughs> trên đó. nó phải là California mới được thì đằng này nhìn lên thấy toàn là ở tiểu bang nào khác không có phải california thì ngay lập tức chỉ cần một lọ thôi là họ nghi ngờ cả cái mấy tấn hàng đó chúng tôi tiếp tục với cà phê sáng ngay sau phần quảng cáo